Hoa wow, đẹp quá, hoa wow, quá trời đẹp luôn. Xin kính chào cô chú anh chị, chúng ta đang có mặt ở đường xa lộ Hà Nội. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2022. Hôm nay được gọi là ngày mồng 3 Tết Tây. Hôm nay em sẽ làm một chuyến em tham quan khu Thảo Điền. Tham quan khu Thảo Điền cho mọi người xem nha. Xem tình hình trong khu Thảo Điền này như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ quẹo vào đây, đây là khu dân cư cao cấp Thảo Điền. Khu này là khu Mastery. Khu Mastery này là rất là cao cấp, khu chung cư cao cấp. Từ khu này chúng ta sẽ đi một vòng, chúng ta tham quan khu dân cư, xong rồi chúng ta xem coi Thảo Điền là khu phố Tây á, thì tình hình họ ăn Tết Tây như thế nào. Đây, trước mặt mọi người, chúng ta đang đi vào khu Mastery, khu chung cư cao cấp ở khu Thảo Điền. Khu Mastery này thì nó có một cái siêu thị là Vincom Megamall ở phía bên tay trái của chúng ta, nó gắn liền với lại các căn hộ luôn. Đây, bên trái của chúng ta là khu siêu thị Vincom, còn bên phải là các tòa nhà chung cư Mastery. Chung cư này rất là cao cấp. Đây, cái vòng xoay rất là đẹp. Đây có cái vòng xoay rất là đẹp. Hồi trước em vô đây em coi nhà thử, cái nhà mẫu của họ là một căn nghe nói là 20 mấy 30 triệu một mét vuông, tính thuế luôn là phí rồi luôn là 35 triệu một mét vuông. Có nghĩa là một căn nhà 100 mét vuông là nó khoảng 3 tỷ rưỡi. Đó là cái giá nhà ở đây, mà bây giờ chắc cái giá này nó lên rồi. Hồi trước em đi coi cách đây cũng lâu rồi, cách đây 5-7 năm mà cái lúc đó là cái dự án Mastery họ còn đang xây dựng, chưa có hoàn thành. Cái đây 5-7 năm rồi. Đó, bên trái là Vincom Megamall. Trước mặt là tiếng Metro số 1, tiếng tàu điện trên không, Metro số 1. Đó, đây là tiếng Metro số 1 nè. Thì em có quay một cái clip riêng về cái tiếng Metro số 1 này. Em sẽ post lên cho mọi người xem đoạn đi từ Suối Tiên về đến cầu Rạch Chiếc. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu Thảo Điền. Ồ, trước mặt có chiếc xe Cadillac, quá đẹp luôn. Khu Thảo Điền thì khỏi nói rồi, toàn là khu cao cấp không à. Đây, chúng ta bước vào đường Thảo Điền. Đây là đường Thảo Điền. Đây là quận 2 cũ, còn bây giờ nó đã là thành phố Thủ Đức rồi. Đây, chiếc xe này quẹo phải, xe đẹp quá. Chúng ta đi một vòng, chúng ta xem người nước ngoài họ sinh hoạt ở khu này như thế nào. Tại vì bây giờ đang là mùng 3 Tết Tây của họ mà. Đây là mùng 3 Tết Tây của người nước ngoài đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên trái là quán cà phê Starbucks. Starbucks cũng tương đối là có khách, đông khách. Starbucks thì quá nổi tiếng rồi. Cả người nước ngoài và người Việt Nam đều rất là thích uống Starbucks. Thứ nhất là thương hiệu của nó quá nổi tiếng. Thứ hai là thức uống của nó cũng tương đối ngon. Nếu như bỏ qua các yếu tố là cô chú mà sành về uống cà phê á, thì Starbucks cũng tương đối ngon. Đây là quán Catinat. Catinat cũng là quán cà phê đang lên. Thương hiệu Catinat đang lên. Có những cái quán nằm ở đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Công Trứ. Hiện nay giới trẻ cũng rất là chuộng cái hãng cà phê thương hiệu Catinat. Đây là đường Xuân Thủy. Xuân Thủy là cái khu mà tập trung hầu hết tất cả các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng. Đây là quán cà phê cộng ở bên phải.
quán cộng cũng có khách, quán cà phê cộng cũng có khách. Khu này thì pizza pasta thì đang vắng, chắc buổi tối có thể họ đông. Ở đây có một cái quán hộp vịt lộn, không biết mọi người biết không, đó là quán hộp vịt lộn, em nhớ không lầm là như tên là Kim Thảo. Quán hộp vịt lộn Kim Thảo khoảng 12.000 một trứng, 11-12.000 gì đó, cực kỳ đông khách luôn. Một ngày bán chắc cả 1.000 trứng hộp vịt lộn. Mà hộp vịt lộn của họ thì hình như nghe nói nghe đồn thôi, chứ cái bí quyết luộc trứng là họ giấu, họ không cho chúng ta thấy. Nghe đồn là luộc với lại nước dừa nên là cái trứng hộp vịt lộn béo lắm. À đây có quán mới đang sửa chữa, chuẩn bị khai trương, Dragon Fitness tập gym. Đây là khu Thảo Điền nha cô chú anh chị, Mila Hồ Tràm có một cái văn phòng đại diện ở đây. Ngân hàng MB, Guta Coffee. Guta Coffee cũng là thương hiệu cà phê vỉa hè đang phát triển, nhưng mà nó đang chững lại bởi sự cạnh tranh rất là gay gắt của cà phê Ông Bầu. Cà phê Ông Bầu sau khi ra mắt thì cạnh tranh rất là khốc liệt với lại Highland Coffee và The Coffee House. Tại vì cà phê Ông Bầu cái vị uống nước rất là ngon, mà quán giá rất là thấp. Bên phải chúng ta là quán Út Út. Quán Út Út là quán nướng, đồ nướng nổi tiếng của theo phong cách Tây. Tây rất là thích vô đó ăn đồ nướng và uống bia tươi. Bây giờ chúng ta quẹo vào đường Quốc Hương. Ở đây có một cái quán hải sản, siêu thị hải sản. Siêu thị hải sản rất là lớn luôn, đã từng được nhiều ngôi sao nổi tiếng review rồi. Trong đó có Vũ Khắc Tiệp là quản lý của siêu mẫu Ngọc Trinh á. Quản lý siêu mẫu Ngọc Trinh đã từng review cái hải sản đại dương cho cái thương hiệu này tại cái căn biệt thự rất là đẹp của mình. Chúng ta đang đi vào đường Quốc Hương. Đây là đường Quốc Hương. Đường Quốc Hương cũng mua bán rất là tấp nập. Mỗi lần mưa lớn thì đường này cũng bị ngập luôn. Mưa lớn thì đường Quốc Hương vẫn bị ngập. Đây là trường học Horizon. Như vậy là bắt đầu từ ngày mai là những cái học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái lớp lớn như là khoảng cấp 2 trở lên là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đó là bắt đầu đi học trực tiếp rồi. Thì chưa biết tình hình như thế nào, nhưng mà thông tin là ngày mai là các học sinh bắt đầu đi học trực tiếp từ cấp 2 trở lên. Cấp 1 thì chưa có thông báo. Cấp 1 em nghĩ chắc phải qua Tết. Qua Tết thì sẽ đi học lại. Qua Tết âm lịch đó cô chú anh chị. Còn Tết dương lịch này thì chưa phù hợp lắm. Tại vì qua Tết âm lịch thì để cho mọi người chích xong mũi thứ 3 đi, cho mọi thứ nó an toàn chắc chắn một chút xíu nữa. Thì lúc đó nếu mà qua cái đợt Tết thì nó có bùng dịch thì chúng ta cũng đề phòng được. Chứ bây giờ đi học mà đến cái lúc Tết âm lịch mà bị mắc Covid thì lại phải cách ly ở nhà, rồi tội nghiệp cho cả em bé và cả gia đình nữa. Đây bên phải là đang tổ chức chích vaccine nè cô chú anh chị, chích mũi 3 nè. Bên phải là chích mũi 3. Phường Thảo Điền là bên phải là chích mũi 3 đây. Mọi người đã chích mũi 3 đó. Tại giờ bây giờ quay lại câu chuyện là nếu mà bây giờ mà học sinh mà đi học á, tiểu học á, thì các bé sẽ không có ý thức giữ gìn như là các học sinh lớn cấp 2 trở lên. Thì các bé sẽ không đeo khẩu trang và không biết rửa tay, nên là dễ sẽ bị lây nhiễm. Và đến cái Tết âm lịch đó thì nó lại cách ly ở nhà, không được gặp ông bà cha mẹ trong cái Tết. Thì thôi hà để qua Tết để đi học luôn thì cho nó an toàn, coi như là cho mấy em chơi một cái Tết, Tết Tây, Tết Ta, hai Tết luôn, chơi hai Tết cho đã xong rồi đi học. Như là giáo viên của bé nhà em là cũng cấp 1 là nhắn tin là khảo sát là học sinh có muốn đến trường vào ngày đầu năm của dương lịch hay không, là ngày mai đó, ngày mai là ngày 4 tháng 1 á. Tại vì hôm nay vẫn còn nghỉ bù, hôm nay là thứ 2 nhưng mà nghỉ bù cho hôm thứ 7.
Em đã khảo sát và em trả lời là thôi để qua Tết âm lịch rồi đi học cho nó chắc cú. Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong đường số 47. Đây là đường 47. Đây những anh người nước ngoài đang sinh hoạt thực chế ở đây. Ồ, đây có mấy căn biệt thự villa đẹp quá. Chúng ta đang đi dạo trong cái khu thảo điền nha cô chú anh chị. Chúng ta đang ở đường số 66. Ở đây nó có những con đường số, thì nếu mà chúng ta không rành thì chúng ta sẽ không biết cách đi. Bên trái của chúng ta là những cái khu chung cư. Bên phải luôn, bên trái phải luôn. Trái phải là khu chung cư, bên trái là Tobik Garden, chung cư Tobik Garden. Bên phải cũng là Tobik Garden của Novaland luôn. Chúng ta đang đi trong khu thảo điền, gara ô tô. Hôm nay thì trời khá mát, em đang đi quay là trời không có nắng, trời mát. Đó, khu này thì nó cũng vắng vẻ vậy thôi. Từ khi dịch bệnh xảy ra thì khách Tây họ cũng không có qua đây được, nên là cái khu này nó tương đối là vắng vẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Văn Hưởng. Đó, đây là Nguyễn Văn Hưởng. Rồi, đây là Nguyễn Văn Hưởng. Đây là đường Nguyễn Văn Hưởng. Nguyễn Văn Hưởng thì có rất là nhiều các tòa nhà cao lớn. River Garden này. Chúng ta đang dạo đường Nguyễn Văn Hưởng. Trường Le Petit, trường giống như là tiếng Pháp và tiếng Anh luôn, trường quốc tế. Dạ, hai ngôn ngữ luôn, tiếng Pháp và tiếng Anh. Ồ, có mấy bạn nhỏ người nước ngoài đang đua xe đạp nè. Đó, chạy xe đạp cho sao. Ồ, đây có quán đẹp quá. Good morning, how. Quán được trang trí bằng da. Ồ, mấy hot girl. À, mấy bạn này hot girl. Quán này quán gì đây? À, quán cà phê. Quán cà phê có tên là chữ L với chữ E, là lời ele. Quán đẹp mà có mấy hot girl cũng hấp dẫn quá. À, đây có hai bạn này bán đồ thủy tinh bày ra ngoài bán luôn. Trời có vẻ như là đang chuyển mưa. Chúng ta đang đi sâu vào trong đường Nguyễn Văn Hưởng. Bên trái của chúng ta là những căn biệt thự và nó nằm đâu với lại sông Sài Gòn. Anh chạy mô tô, tiếng mô tô nghe phê quá. Trong đây nhiều căn biệt thự, trong đây nó có những cái khu biệt thự mà người ta tự làm cái cổng riêng luôn á cô chú anh chị, tự làm một cái cổng riêng là không cho người lạ vô luôn, tự quản lý luôn á. Cuối đường Nguyễn Văn Hưởng. Đường Nguyễn Văn Hưởng này nó dài lắm. Nó đi một vòng là nó ra được cái đường khác luôn á. Em đi vòng ra ngoài kia luôn. Hẻm 200. Bên phải là các khu biệt thự. Các khu biệt thự rất là bự luôn. Biệt thự này xây giống nhau. Biệt thự này giống như là mới xây, xây giống nhau. Có bảo vệ ngồi canh. Hẻm 202. Hẻm 202. Quán ăn bờ sông ông Bá. À, đây có một cái quán tên là ông Bá nha. Cô chú anh chị thích quán ông Bá thì là vô đây là đúng. Rồi, chúng ta vẫn đang ở đường Nguyễn Văn Hưởng luôn. Chạy thẳng nó cũng ra Thảo Điền. Đây là Thảo Điền nè, khu Thảo Điền riêng là nhà mẫu á.
cái đường Nguyễn Văn Hưởng này là chạy hai đầu đều thông hết, chạy hoài là nó ra hoài luôn. Ô bên trái là gì đây, tòa nhà quá đẹp, tòa nhà này tên gì đây? À đây có cái Thái Công nè, cái showroom của anh Thái Công. Tòa nhà này tòa nhà Educo Nguyễn Hưởng, đây là showroom của anh Thái Công, Thái Công Interior Design, Thái Công .com. Đây là cái showroom thiết kế nội thất của anh Thái Công. Thái Công có một cái kênh YouTube hay chia sẻ nhà với lại Duy Băng và chồng là anh Vũ đó. Đó, đây là Thái Công, showroom của anh Thái Công nằm đây. Tông màu chủ đạo là màu đen. Cái giá nhà mà anh Thái Công này thiết kế là nó tương đối cao nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị muốn biết rõ là cứ search cái kênh YouTube của anh Thái Công á, thiết kế nhà cho Đoàn Duy Băng á. Thì tính bằng tiền tỷ chứ không phải là tiền trăm triệu đâu. Và nghe nói là cái nhà của Duy Băng là vẫn chưa xây xong. Hôm trước trong cái video clip là anh Thái Công mời vợ chồng Duy Băng đến thăm nhà của mình, thiết kế cũng rất là đẹp, có hồ bơi. Trong khi đó thì nhà của người đẹp Duy Băng vẫn chưa xây xong. Nhà đó xây xong là chắc đẹp tuyệt vời luôn. Đây là trường quốc tế Anh, Ristic International. Không biết em đọc tiếng Anh có đúng hay không thì có gì mọi người bỏ qua nha. Thấy gì em đọc đó thôi. Chúng ta đang ở đường Nguyễn Văn Hưởng. Đường Nguyễn Văn Hưởng này rất là dài, và hai bên là những căn nhà của khu Thảo Điền. Đó, chúng ta đi hoài là nó ra ngoài thôi. Đường Nguyễn Văn Hưởng này nó cong, nó là một đường cong, nó cong từ bên phía gầm cầu Sài Gòn, nó cong qua bên đây luôn, bên đây là nó thông ra ngoài xa lộ Hà Nội luôn. Đó, bây giờ là trời rất là mát, hôm nay là ngày mùng 3 Tết dương lịch năm 2022 của người Tây. Chúng ta đã ăn Tết Tây và em đang quay ở khu Thảo Điền cho mọi người xem. À đây có cái góp, phòng tập góp. Phong trào góp cũng đang rất là phát triển ở Việt Nam. Khu biệt thự cao cấp An Phú. Chúng ta vừa đi ngang qua khu biệt thự cao cấp An Phú nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng. À chúng ta đã đi ra đường Thảo Điền rồi. Cái đường Nguyễn Văn Hưởng này là nó nối dài ra đường Thảo Điền, cái đường hồi nãy chúng ta đi rồi á. Đó mọi người cũng có thể thấy. Rồi bây giờ em chạy quay ngược trở lại, em quay cái chợ Thảo Điền cho mọi người xem. Chợ Thảo Điền là chợ được xây mới cách đây khoảng 1-2 năm thôi. Nếu mà ai chưa biết chợ Thảo Điền thì có thể xem chợ Thảo Điền mới ở đây. Em sẽ quay cái chợ Thảo Điền cho mọi người xem. Khu Thảo Điền này rất là phát triển luôn. Khu này là khu rất là cao cấp. Bên phải là An Nam Gourmet, chuyên bán lương thực thực phẩm cao cấp. Hôm trước em đã quay ở trong cái khu Estella Play, cũng có một cái An Nam Gourmet rồi. Rồi bây giờ ở đây có một cái nữa là bên Thảo Điền. Nói chung ở khu Thảo Điền này là những cái thương hiệu cao cấp. Muốn giới thiệu sản phẩm là cứ làm cái cửa hàng hoặc cái showroom ở đây. Rồi bây giờ không, bây giờ chúng ta đi đường ngoài đi. Và lại chúng ta đi cái đường Xuân Thủy rồi. Bây giờ chúng ta đi đường ngoài. Chúng ta sẽ đi đường ngoài cũng dọc xa lộ Hà Nội luôn, nhưng mà cũng thuộc Thảo Điền, dọc xa lộ Hà Nội. Cho cô chú chị xem.
Trần Duy Hiệu. Quay lại câu chuyện là tất cả các thương hiệu nổi tiếng đều có mặt ở khu Thảo Điền này. Thứ nhất là đây là khu cao cấp, khu có người nước ngoài sinh sống và các đại gia có tiền nhiều cũng sống ở cái khu này. Tuy nhiên một cái điểm trừ duy nhất của cái khu này là nó bị cái nước ngập. Cứ mỗi lần mưa lớn là khu này nó bị ngập, nên đó là một cái điểm trừ duy nhất thôi. Còn lại là mọi chuyện rất là tuyệt vời luôn. Đây anh này đang có một chiếc Vespa cổ. Đây chúng ta đang đi đường song hành dọc xa lộ Hà Nội. Bên trái là tuyến metro số 1. Chúng ta sẽ đi lên trên kia, chúng ta quẹo phải. Em sẽ quay chợ Thảo Điền cho cô chú chị xem. Và chúng ta sẽ kết thúc chuyến đi ở chợ Thảo Điền. Bên cạnh bờ sông Sài Gòn. Rất là đẹp luôn. Nhiều cái mặt bằng ở cái đường mặt tiền song hành này cũng trả nhà rồi cô chú anh chị. Không chịu nổi cái tiền mặt bằng trong cái mùa dịch đó. Mặt bằng ở đây cao lắm, nên là chịu không nổi là trả nhà rồi. Muốn kinh doanh tiếp thì họ cũng phải chuyển vào bên trong. Khi mà họ kinh doanh họ có cái thương hiệu rồi đó. Chúng ta đang đi ngang qua cái ga xe lửa trên cao, xe điện trên cao. Ở ga này là ga Thảo Điền. Mọi người có thể thấy trên cao là ga Thảo Điền. Ga của tuyến metro số 1 á. Quay trở lại với câu chuyện đó là những cái thương hiệu mà đã kinh doanh lâu năm, nếu mà đã có khách hàng rồi á thì có thể trả mặt bằng và dời vào trong nhà ở mấy cái đường nhỏ ở trong á để giảm chi phí mặt bằng. Bên phải chúng ta là khu trung tâm thương mại Bơ Center. Đây là khu Thảo Điền Bơ. Đây là khu căn hộ cao cấp Thảo Điền Bơ, Bơ Center. Nhưng mà trong đây cũng trả mặt bằng nhiều lắm rồi cô chú anh chị. Những cái quầy hàng bán không được là họ trả mặt bằng hết rồi. Tại cái phí thuê của mấy cái trung tâm thương mại này cũng cao chứ không có thấp đâu. Mà không có khách thì rất là lãng phí, nên là trả mặt bằng thôi. Kinh tế Việt Nam đang rất là thấp luôn, xuống rất là thấp luôn. Đây anh này chụp hình. Nhưng mà chúng ta là quán ổ trột á, quán ổ trột hồi nãy chúng ta đi ngang rồi. Quán này nó đấy, còn cái bảng hiệu màu xanh là cái hải sản Hoàng Gia. À em xin lỗi, đây là hải sản Hoàng Gia nha, chứ không phải là hải sản Đại Dương. Hồi nãy ở đồng clip em nói đây là quán hải sản Đại Dương thì nó sai tên, hải sản Hoàng Gia. Rồi chúng ta thẳng ở đây để chúng ta tiếp tục đi đường Xuân Thủy, để chúng ta ra chúng ta tham quan chợ Thảo Điền. Đường Xuân Thủy này cũng có nhiều quán ăn, quán cà phê. Có quán Lạc Thái nè, quán Lạc Thái bên trái, ẩm thực Thái Lan, Thái Cuisine. Và trong hẻm là có cái quán Pizza Phobi, một cái quán pizza của một cái anh người Nhật. Em cũng đã từng nói trong cái video clip trước rồi. Quay về cái trung tâm thương mại Estrella Play. Sắp tới chợ Thảo Điền rồi. Chợ Thảo Điền này nó cũng nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng luôn. Nếu hồi nãy chúng ta đi ngược lại đường Nguyễn Văn Hưởng thì chúng ta cũng ra được chợ Thảo Điền luôn. Đây có một cái nhà đang xây dựng, đang đổ bê tông. Đang đổ bê tông. Đây là khung cảnh chợ Thảo Điền nè. Đó, chợ Thảo Điền. Chợ Thảo Điền mới xây dựng đây. Đó, đây là chợ Thảo Điền mới xây dựng. Đây có cái quán cà phê. Đây là khung cảnh chợ Thảo Điền mới xây dựng. Cái đường bên đây họ đang làm nó hơi bụi một chút. Đây trước mặt cô chú anh chị là chợ Thảo Điền. Chợ này mới xây dựng cũng cách đây vài năm. Nếu mà cô chú anh chị nào chưa xem thì có thể biết đây là chợ mới. Trước đây hình như nó cũng có một cái chợ ở đây rồi, mà chợ này là mới xây hay sao, chợ Thảo Điền. Mặt bên đây cũng có, xong rồi mặt bên kia cũng có. Mình chạy qua kia mình coi cái mặt bên kia. Mặt bên kia là đường Nguyễn Văn Hưởng. Ở đây có cái view chúng ta xem được tòa nhà lên mắt 81 luôn.
Đây là dọc sông Sài Gòn. Đây là chợ Thảo Điền. Dọc sông Sài Gòn. Đây chợ Thảo Điền mới xây dựng. Đây là chợ Thảo Điền mới xây dựng được vài năm. Đó, cũng điều hiu, không có quá đông khách. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều thì không biết là buổi sáng họ có đông hơn một chút hay không. Em nghĩ là buổi sáng là vẫn đông hơn bây giờ. Bây giờ là coi như là chợ chiều rồi, nó hơi vắng. Đó, đây là chợ Thảo Điền. Rồi, ok. Em như vậy là em đã quay được cái khu Thảo Điền cho mọi người xem trong ngày mùng 3 Tết Tây. Hôm nay chúng ta đang ăn Tết Tây, ăn Tết của người nước ngoài. Đó, đây có cái view, đây Landmark 81 quá đẹp luôn. Đó, bên kia là Landmark 81, rồi cầu Sài Gòn, rồi khu Tân Cảng. Đó, view này quá đẹp luôn. Rồi, như vậy là em đã quay được khu Thảo Điền cho mọi người xem trong ngày mùng 3 Tết dương lịch 2022. Không khí người Tây ăn Tết Tây như thế nào ở khu Thảo Điền. Khu này buổi tối thì có thể là đông hơn. Nếu mà buổi tối em có dịp qua đây thì em tiếp tục em quay nữa. Thì xin kính chúc cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, kinh tế và sức khỏe dồi dào, dịch bệnh tan biến. Đặc biệt là đây có đèn đỏ mới chạy được không? Đặc biệt là những cô chú anh chị nào mới xem kênh thì cho em một nút đăng ký, một nút like, một nút chia sẻ để động viên. Đây là những video clip đầu tiên của kênh Đường Phố Sài Gòn. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin phép được trân trọng kính chào.